Hello anh. Hello, xin chào nha. Xin chào anh. Em thì ở bên nước ngoài, nhưng mà có một cái em coi clip anh quay đó, thì có một anh ở Đức nói là cái đó là theo em thấy là không đúng. Như thầy là giống như bây giờ có sai hay có quấy thì bản thân mình biết thôi, Đúng chứ mình rồi. không nên là giống như mà nói là cho người đánh thầy, cái đó là không đúng với đạo đức. Đúng rồi. Mà cái gọi như vậy là không có được cái trí tuệ. Giống như chân trong như bây giờ trong trong Phật giáo thì cũng có người ăn chay ăn mặn, nhưng mà thầy thì hơi nói hơi cũng như hơi lố một chút thôi. Đúng rồi. Có thể là thầy bị những cái giống như cái hoàn cảnh, giống như học nhiều hay là giống như là khi thầy nói thì thầy không có nhận thức được ý thức đó thôi. Nhưng mà nếu mà mình một người có tâm thì mình cũng không cần phải mạng tới. Mình có giúp hay không giúp là do nơi tâm mình, chứ không phải là mình nghĩ là có tiền hay như thế nào đó. Giống như là mình nói như vậy là mình con người mình nó không có học vấn đó, với cái anh người Đức đó. Còn anh giàu là anh hưởng anh ăn chứ anh đâu cho ai, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh phải lấy đồng tiền đó để mướn. Giống như trong Phật pháp đâu có ai dạy mình phải đi giết người hay đi đánh người đâu. Như Phật ngày xưa cũng vậy, đúng không? Thí dụ người ta có sai, mình có thể là giống như mình khuyên can, hoặc giống như là như thế nào đó. Giống như cái chị mà em thấy anh quay trên clip, có cái cô nào đến cũng là từ thiện, nhưng mà cô đó gắt nói chuyện rất là đúng. Và giống như một có một lần thì em coi clip thì thấy có một anh YouTube, ở bên đây em cũng làm YouTube nhưng mà không có nhiều thôi, thì mình không nên đến chỗ chùa mình chửi giống như cái câu thô tục. Cái đó là cái người YouTube đó không có xứng đáng để làm YouTube. Đúng rồi. Tại vì không, cái đó là muôn mặt mà, muôn mọi người có quyền nói. Giống như ví dụ ok thầy làm sai thì mình chỉ có quyền nói thầy sai hoặc thầy đúng, nhưng mà có ai thấy được thầy ăn chặt chó đâu. Nhưng mà có thể thầy nói thôi, nhưng có thể là cái tâm thần thầy học nhiều quá, hay là bị trong trong một thời khoảnh khắc nào nói hơi là khủng hoảng một chút thôi, phải không? Nhưng mà theo em thấy thì thầy cũng đâu có làm gì ai, mà cũng chưa chửi gì ai. Đúng rồi, thầy rất tâm rất là hiền lành đó anh. Không có trách Theo móc em gì hết. thấy là theo em thấy là như vậy. Còn thí dụ giống như thầy ăn mặn thì giống như em cũng có đọc qua những cuốn sách, giống như trong trong thế giới giống như Phật pháp thì cũng có người ăn chay, cũng có người ăn mặn. Giống như ngày xưa thì anh biết là Bát Cây Hòa Thượng, đúng không? Đúng rồi, thì biết. cũng là thì cũng là ăn ăn mặn thôi, cũng ăn thịt thôi, nhưng mà Bát Cây Hòa Thượng vẫn làm việc tốt, vẫn làm việc thiện, đúng không? Đúng Thì thí dụ bây giờ ăn chay hay ăn mặn là do nơi tâm người. Thí dụ thầy ăn chay cũng được, mà thầy ăn mặn cũng được, mà thầy ăn chay thì nó tốt hơn. Giống như trong cái cơ thể mình nó không có cái giống như cái máu của loài thú vật thì mình không có bị hung dữ hay là như thế nào đó. Còn mình ăn chay thì nó ngăn được cái đó để nó điềm đạm hơn, là như vậy. Còn giống như theo em thấy thì thầy không có gì mà giống như thầy cũng vẫn vui vẻ, đúng không? Thầy vui Mà anh hiền em lành anh. YouTube thì mình quay để những cái gì hay, hoặc những cái gì cái gì thầy có những cái lời nói sai thì mình phải giống như mình có thể góp ý, hay là nói với thầy những cái đó không nên nói trên những YouTube để cho cộng đồng mạng phê bình, là cái đó là điều hay nhất, chứ không phải là mình để mình tôi có tiền thầy bây giờ thầy có học hay không có học là do là thầy biết, đâu ai chứng minh được, đúng không? Rồi. Rồi bây giờ mình nói bây giờ thầy phải cho chứng minh cái này chứng minh kia để được làm cái gì, để được cái gì ở nơi bản thân mình đây, phải không? Rồi mình nói cho xe cho cổ không cần, mấy cái đó mình lấy những cái tiền đó mình đem đi từ thiện. Còn những mảnh đời nghèo hơn nữa, những mảnh đời người ta tàn tật hay như cái đó mới là cái để mình nên làm, chứ không phải mình bỏ cái đồng tiền để mình đi mướn người này giang hồ rồi được cái gì, đúng không? Không có được gì hết. Giờ Giống như ngày xưa Phật đâu có dạy mình để phải đi sát sanh, đúng không? Mà đánh đập người ta đó cũng là một loại sát sanh. em tiết lộ với anh nè, Thì cái anh Việt Kiều ở Đức á, thì ảnh mới nói ông này thì ổng mới xúi giục em. Ổng nói là mướn một vài người mà 17 tuổi á,
là đến đánh sư thầy này rớt mấy cái răng để 17 tuổi là không bị xử lý hình sự á. Nhưng mà em nghe cái tâm ông vậy là em biết ông này là quá xấu rồi, em từ chối liền. Không không tốt. Tại vì anh Quá biết xấu bây rồi. giờ, dù cho 17 tuổi hay là 20 tuổi vẫn có hình phạt khác nhau trên đời này. Giống như bây giờ mình đi đánh một người đó hay là mình giết một người đó, đừng nói là không có tội, vẫn là có tội, nhưng mà nó theo cái hình luật nó xử như thế nào thôi. Không như bây giờ anh 17 tuổi, ok anh nhẹ tội, nhưng mà qua anh 18 tuổi cái case nó sẽ đi trở ngược trở lại, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình đánh một người, mình giết một người, thì bây giờ giống như cái anh người đất đó, giống như anh nghĩ bây giờ anh đánh đánh anh th ông thầy sư thầy, thì ổng được cái gì cho bản thân ổng đây, chỉ làm cái hả dặn, thì cái tâm ổng đâu có tốt, cái tâm ổng đâu phải là người tu, đúng rồi. Em là nghe vẫn là vẫn còn hăng. em nghe là không biết ông này là nổ rồi, tại vì một người theo Phật mà có cái tâm như vậy thì làm sao mà nói ra cái chuyện phật pháp được. Với lại ổng nói bên này ổng có hãng xe rồi, ok cái đó chuyện của anh, nhưng mà nói như ổng, em là ở bên nước ngoài 40 năm, 40 mấy năm, năm nay là 44 năm rồi. Nhưng thật sự một cái thành tựu như vậy không phải đơn giản, nhưng mà những người có thành tựu như vậy, người ta không phải có lời nói đó, người ta rất là khiêm tốn. Giống người ta có thể dùng cái đồng tiền đó để kêu một mạnh thường quân nào đó, có thể là để khuyên can thầy hay là giúp đỡ thầy để trở lại một cái con người giống như là tốt đẹp hơn cho xã hội, chứ không phải là mình mướn một người hay kêu một người để đánh, nó càng gây thêm một cái thù hận, đúng không? Dạ đúng rồi. Giống như bây giờ bản thân anh cũng vậy thôi. Giống như em coi một clip cũng có anh quay là không, cũng như anh YouTuber đó, đúng, em không biết anh YouTuber đó với sư thầy như thế nào, em không có biết, đúng không? Thì em chỉ nghe qua lời nói thôi, chỉ là mình không thể nghe một hướng. Ta nói trên đời này mắt thấy tai nghe chưa phải là sự thật mà anh, đúng không? Nhưng mà có ai chứng kiến được thầy ăn chó ăn mẹ ăn trâu đâu, thì thấy cái vụ động vật, thí dụ ok thầy cũng nói một câu rất là đúng, thầy không sát sanh, không nghe không thấy, nhưng mà ai cúng, bây giờ thí dụ Phật tử không cúng thì thầy không ăn, anh nói đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên mình đem tới mình cúng thầy, thì bây giờ thầy không lẽ cúng rồi đem đi đâu? Cái đó là giống như mình lãng phí một cái, giống như là một cái thức ăn trời cho, đúng không? Thì thầy ăn thôi đâu có sao, nhưng mà thầy đâu có giết hay là đâu có làm những cái gì sai đâu. Thầy vẫn vui vẻ mà, em thấy coi clip thầy vẫn vui vẻ, nhưng mà có cái thầy nói á, có thể nhiều khi có thể là nói là thầy học hơi nhiều rồi, đôi khi nhiều khi thầy nói nó hơi sai lệch chút xíu thôi. Không có gì là xấu xa, nhưng mà vì cái chỗ đó, nếu mà mình là một người có thiện tâm thì mình nên vào lấy cái chỗ đó để chúng ta thấy bây giờ mình khuyên can một chút hay như thế nào đó, có thể cái tâm nó sẽ hướng thiện thôi. Giống như Phật tổ ngày xưa cũng vậy, đi thỉnh kinh thì cũng có nhiều ma quỷ phá gối vậy, đúng không? Đâu phải không? Không có đâu, đâu thầy giống như Phật đâu có dạy mình ô là phải phải ăn chay hay là phải ăn mặn. Thầy Phật chỉ dạy mình những điều hay lẽ phải thôi, thầy đâu có kêu mình phải đi giết người. Phật đúng đâu kêu mình đi giết người hay là đi đánh người. Cái đó là giống như mình phá giới còn hơn, cũng như là mình nói mình tu, mình không tu và mình tu rồi mình làm cái gì mình còn còn hơn là những cái người mà xã hội đen ở ngoài nữa. Đúng rồi. Không, cái đó em có clip, mấy clip nhiều lắm, nhưng mà em thấy giống như bất mãn cái câu nói của cái anh ở người Đức. Thì mình năm nay mình cũng 50 mấy tuổi rồi chứ không còn nhỏ anh. Anh năm đâm ra mình năm nay mình 54 tuổi. Anh đang sống ở đâu anh? Canada. Anh sống ở Canada. Thì mình lâu lâu mình cũng có quay vài clip của giống như anh vô YouTube mà dòng đời yêu thương á. Là của anh à? Của mình. Của mình, nhưng mà lâu 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 mình nói lên thôi, tại vì giống như mình đi có dịp này dịp kia mình quay những cái cảnh thí dụ người ta nghèo khổ như thế nào để cho cộng đồng mạng coi để hiểu biết thêm nhiều. Là ở xứ nước mình quay bên đây thôi, những xứ nước ngoài cũng là cũng có những người nghèo khổ, nhưng mà không có nhưng mà cái nghèo khổ đó như thế nào, người ta làm biếng hay là người ta là cái mảnh đời như thế nào đó, thì mình cứ giải thích vậy thôi đó. Còn giống như mình coi mình thấy giống như thầy cũng không có gì sai, giống như cái cô mình thấy có cái cô gì đến cũng là tự thiện cho thầy và đem thuốc cho thầy. Đúng không? Đó là đúng, cô không có nói sai, ví dụ cô giúp được cái gì cô giúp, còn
ăn thua nơi thầy thôi. Thì nếu như mình là một con người mình hiểu chuyện, mình biết chuyện, thì mình nên dẫn dắt. Giống như bây giờ mình biết thầy học nhiều quá, không phải là thầy xấu, nhưng mà thầy học nhiều quá, có thể là giống đôi khi thầy những cái tiếng nói thầy nó không được mỹ mãn hoặc là không có tốt đẹp, thì mình có thể là một ngày một chút mình dẫn dắt thầy đi vào con đường nó tốt đẹp hơn. Giống như bây giờ, ví dụ bây giờ một con người mà anh có thể anh nói người ta không bao giờ nghe liền, nhưng mà giống như anh một ngày anh chỉ thêm một chút thì nó có thể cảm hóa được con người, không nhiều không ít cũng có một chút đỉnh đó. Còn giống như mình ùa đấy, mình nói thầy xấu cái này thầy xấu kia, chính bản thân mình có tốt chưa, mình phải tự hỏi mình. Mình có tốt chưa? Mình nếu mà mình chưa được tốt thì đừng bao giờ phê bình người khác. Mình chỉ hỏi bản thân mình trước đã. Khi mình muốn phê bình một người nào thì mình phải coi lại bản thân mình, mình có những cái gì tốt và những cái gì rồi mình hả phê bình người ta. Nhưng mà mình phê bình người ta mình phải nhìn trước nhìn sau, phải coi hết mọi diện. Nó giống như bởi vì ta nói trên đời này mắt thấy tai nghe chưa phải là sự thật mà. Đâu phải là sự thật đâu. Đúng không? Nhưng mà cái anh đó là quá đáng. Em thấy cái người đó là không xứng đáng trong xã hội. Cái trí tuệ nó quá là kém. Ví dụ thầy không đúng, mình có thể dùng những cách khác, cách hay hơn, hay tốt đẹp hơn. Để mẫu cộng đồng khác cộng đồng mạng thấy anh này vẫn có cái tâm, biết là thầy đi sườn con đường sai hay thế nào đó, nhưng mà vẫn có tâm dẫn dắt vào đi con đường tránh, chứ không phải mình ùa theo trong xã hội để mình dằn vặt người ta, hay là mình cho người ta một chỗ gì. Khi mà anh nói ra câu đó thì nó sẽ có những cái sự tổn thương, đúng không? Thì ảnh không nhìn lại là ảnh có người ta nói gì ảnh có tổn thương không. Mình làm tổn thương người ta cũng như chính mình làm tổn thương bản thân mình, chứ không có gì khác hết. Tại sao mình không đem những cái lời hay hay là những cái lời chia sẻ để mình gắn bó, để đưa một con người đi đến một cái tốt đẹp hơn. Giống như Phật ngày xưa cũng vậy, Phật ngày xưa đi cách thực thì cũng có những gặp những cái chuyện không tốt không may, Phật cũng đâu có nói. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà Phật dùng cái tâm để quyển chuyển người đó, để giải thích cho người đó hiểu rõ được sự đời như thế nào, thì tự người ta sẽ biết quay đầu với mình thôi. Còn mình càng là mình càng nói những cái gì sai thì cái đó không phải là cái sự Phật dạy, ta không có dạy chỗ đó. Anh nói em nói đúng không? Dạ đúng anh. Tại vì em cũng rất quý, rất coi nhiều clip của anh quay. Rồi giống như ví dụ bây giờ đúng, giống lúc mình giống như nhiều cái YouTuber lại quay rồi nói này nói kia rồi chửi. Không, mình quay những cái hay, rồi mình giống như mình ok thầy có cái gì sai mình có thể giống như mình bàn luận ra ý kiến với thầy, đâu nó cái đó đâu có gì khó đâu, đúng không? Tại sao mình ùa đói mình phải chửi thầy này thầy chó thầy này? Thầy là thầy, mình là mình. Đúng không? Còn thí dụ giống như cái thầy nói cái câu mình không có nghe, giống như mình không biết, mình tự vì mình coi thôi chứ mình không có chính xác lắm, mình không có dám nói đúng hay sai nghe. Nhưng mà mình nói đồ chai cho thì chó ăn, đúng không anh? Đúng anh. Nhưng mà theo mình suy nghĩ thế Mỹ, mình tự mình nghe không có rõ thôi, mình coi trên mạng mình nghe không rõ, nhưng mà theo mình suy nghĩ là mình không binh cộng đồng mạng mà cũng không binh thầy, mình đứng chính giữa, mình chỉ phân tích có thể là thầy nói giống như mình cái này mình lý giải thôi nha. Chứ không phải là mình bôi bác những cái thiền sư khác, cái đó không đúng, cái đó là không tốt. Giống như có thể thầy trong cái lúc mà thầy nói thầy chưa có giống như có suy nghĩ kỹ, hay là chưa đạt những cái như thế nào đó, thầy có thể nói giống như bây giờ thầy là ăn mặn thì những mạnh thường quân hay là những YouTuber đến cúng thầy đồ mặn thì thầy ăn. Đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ mà có những cái đồ chay thầy không ăn thì cái này mình chỉ suy nghĩ thôi nha. Giống như không ăn thì bây giờ không lẽ bây giờ thức ăn là thức trời cho, không lẽ mình đem đi quăng bỏ nó? Cái đó là không tốt. Còn nhiều mảnh đời người ta cần cái thức ăn nữa, nhưng mà có thể là thầy lúc đó không biết thầy nghĩ sao thôi, vậy đó là bây giờ tôi không ăn thì bây giờ không lẽ đem đi bỏ thùng rác hay thế nào đó thì thôi cho con chó ăn. Có thể là cái ý nghĩa thầy, nếu mà mình nếu mình suy đoán, có thể ý nghĩa thầy nói như vậy thôi. Anh hiểu ý em mình nói không? Hiểu anh. Chứ không phải là mình nói chứ
ý thầy không có những thầy mà ăn chay là chó, không phải vậy đâu. Nếu mà theo mình nghĩ là không phải như vậy. Dạ em nghĩ là có thể là cái những cái tiếng nói nó bị mystic á, anh biết không, có cái kêu là cái từ tiếng Việt mình giống như cái tiếng Anh kêu là mystic á, anh biết không? Dạ. Là cũng như là cái giống như khi mình nói ra, có thể là mình nói một hướng nhưng mà người ta sẽ nghĩ về một chiều khác. Yeah. Nó cũng có thể dẫn dắt lên con đường đó. Yeah. Yeah. Thì theo em có ý kiến gì thì anh thấy như thế nào? Dạ, yeah, em thấy những ý kiến anh đưa ra thì anh nói rất là chân tình và hợp lý anh. Em, yeah, yeah. Theo một nghĩ điểm em thì em cũng nghĩ như anh như vậy. Thì anh biết không, em nói nè. À, trước khi mà ông Việt Kiều Đức á, ông gọi cho em á, thì ông có gọi cho một số YouTube ở Việt Nam trước đó khác rồi, và ông cũng biểu mấy YouTube kia là làm như vậy, nhưng mà mấy YouTube kia đều phản đối cái quan điểm của ông á. Dạ. Thì sau khi mà em không đồng ý với cái cách làm của ông, cách suy nghĩ, lời nói của ông á, thì ông đó cũng đã không nói chuyện với em nữa, và ông nói sẽ đi tìm một số YouTube khác để nhờ tiếp. Và qua những cái YouTube mới đó thì ông nói xấu lại là em á anh. Không thì anh cứ đưa cái, yeah, cái YouTube của mình đang nói chuyện với anh, cứ đưa lên trên mạng và mình nói thẳng cái anh người Đức đó không xứng đáng. Mà cái là những cái lời nói của anh nói, và ảnh có thể là anh nói là anh có học về Phật pháp như thế nào đó, đúng không anh? Dạ, yeah, đúng rồi. Nhưng mà theo mình thấy á, học Phật pháp người ta không có buông những cái lời như vậy. Là có thể cái trí tuệ ảnh hơi thấp. Ảnh tuy ảnh có thể ảnh học Phật pháp nhưng mà cái trí tuệ ảnh chưa đạt tới cái mức mà giống như ảnh suy nghĩ giống như là cho người và cho mình, là người ta kêu là cái sự nông cạn á. Yeah. Anh hiểu ý. Tại vì giống như bây giờ ông thầy, đời người ai cũng có cái sai hết chứ anh, không có ai mà đúng hết hoàn toàn thập mỹ, đúng không? Yeah. Nhưng mà cái sai của người, mình làm sao mà cho người ta đi được cái đúng, mình mới là người thành công, chứ không phải cái sai rồi mình, cái đó là mình gây cái sự bực tức cho bản thân mình, rồi mình muốn làm được cho bản thân mình muốn nổi, cái đó không phải. Yeah. Không phải là cái tư cách như vậy. Mình ok, thí dụ bây giờ giống như đặt vào hoàn cảnh như mình, ok mình có tiền, mình có thể mướn một YouTuber nào đó, hay là một nhóm YouTuber đến đi đến quay rồi khuyên thầy. À, giống như diện dị lên mạng động cộng lên mạng cộng đồng không nên nói giống như vậy, để cho giống như mấy thầy sư kia hiểu lầm, hay là cũng như gây một cái không có cái tình cảm cho những sư thầy khác. Yeah. Mình có thể khuyên, mình dùng đồng tiền đó mình để khuyên thì mình mới là một người chân chính, chứ không phải mình chờ cho mình có tiền để mình giúp người, chứ không phải cho mình có tiền để mình đi hành hung người khác. Yeah. Cái đó không phải là cái lý lẽ ở đời. Anh thì qua đây anh có cái lời gì để nói tới ông Việt Kiều Đức kia không? Nói với thầy á, thì mình chỉ nói là hy vọng Đức Thầy á, là giống như mỗi một cái tôn giáo thì ai cũng có một cái tôn giáo khác nhau, hay mặn hay cay gì là tùy tâm. Yeah. Tùy ở tâm mình. Nhưng mà thí dụ thầy cũng như biết thì thầy xưa giờ chưa bao giờ thấy thầy ăn thịt chó thịt mèo, đúng không anh? Dạ em chưa thấy. Dạ chưa thấy, nhưng mà thịt heo thì thầy cũng đã nói từng một câu mà, thầy đã nói là thầy không sát sanh, không nghe không thấy, ai cúng thì thầy ăn thôi. Nhưng mà nếu mình không cúng thì thầy lấy gì thầy ăn, đúng không? Dạ, mình đúng cúng đồ khác, mình có đem bánh đem trái hay là những bánh bao như thế nào đó thì thầy cũng vẫn ăn. Dạ, thấy không? Dạ. Con người mà cần cái sự sinh tồn. Tại vì mình giống như nhiều cái anh YouTuber đó, anh không biết, nhưng mà mình đem đến thì thầy ăn thôi, cái đó mình không có trách thầy được. Yeah. Từ nào mà thầy nói bây giờ mày phải đi mua thịt mua vịt mua chó cho ta ăn, cái đó là khác, anh nói đúng không? Yeah. Khác. Còn thầy ai cho cái gì thầy ăn cái nấy, tại vì con người càng sinh tồn mà. Còn ví dụ thầy ăn chay được thì tốt, để chi, để cái tâm nó lắng động xuống. Tại vì ăn thịt, giống như con người mà ăn thịt nhiều thì em biết thì giống như trong người mình nó có cái máu hăng, khi những cái chuyện gì mình không thích hay những gì thì mình hay nổi cáo. Yeah. Còn ăn chay thì giống như là mình ăn rau cải thì cái trong người mình nó không có cái
cái máu lời giống như con vật này con vật kia thì nó giảm đi được cái sự mà hăng rồi sự giống như con người mình phát ra những cái điều không tốt thì nó giảm được cái sự đó. Chứ xưa nay em nếu em thì cũng có đi đọc sách nhiều thì nói cái đó tùy duyên. Còn thí dụ bây giờ thầy có làm sai đi nữa thì sau này thầy gặp nghiệp thôi. Cái anh, nghiệp ai nấy cả thôi đúng không? Anh thì bây giờ mình anh coi đây thì anh có cái lời gì để nói với ông Việt Kiều Đức đó không? Khuyên à, thì em chỉ khuyên cái anh Việt Kiều Đức đó nên dừng lại những cái tiếng nói mà không hay, không tốt đẹp. Mà nếu có lên trên mạng thì hãy nói chia sẻ những cái lời khuyên tốt đẹp hơn. Yeah. Hoặc là dùng những cái đồng tiền đó để giúp đỡ cho những các mạnh thường quân trong cái khổ sở hay là những cái nào đó. Nó hay hơn là ảnh dùng cái đồng tiền đó mà làm những chuyện đó trái với lương tâm. Yeah. Nếu mà ảnh làm như vậy, ảnh còn hơn những người ác nữa. Đúng không? Mình nói người ta ác, mình làm gì mình có thấy ác không? Dạ, yeah, đúng đó, rồi. Đó, thì mình chỉ chia sẻ là hy vọng nếu ảnh có lên nữa thì giống như là nói lời hay hơn, tốt đẹp hơn chứ đừng nói là những lời đó. Dạ. Yeah. Em ở Canada, ở Vancouver. Yeah. Em không ngại đâu, gặp mà ổng hay gì á. Tại vì ổng nói ổng có học, có tu, có học này kia. Nhưng mà cái lời nói em thấy nó vô nghĩa, chỉ là nói bừa nói xạo thôi đúng không? Yeah. Mình không cần ok bây giờ giống như một người muốn từ thiện cái gì đó, người ta không cần phải khoe lên. Có người ta rất là thượng, rất là nhiều, nhưng mà người ta đâu có nói. Cái đó mới là cái hay, cái để mình phục. Còn ok bây giờ nói phải bắt người ta, mình không thể, mình cái gì đã phạt đã dạy, khi cho thì đừng bắt buộc người ta, mình bắt buộc thì đừng có cho, đừng có giúp. Anh nói em nói đúng không? Dạ, ok. Giống như bây giờ em muốn giúp anh thì em giúp thôi, chứ em đâu có buộc anh phải làm cái này làm cái kia rồi mới giúp. Cái đó là không đúng. Cái đó là giống như mình, người ta kêu là cái có cái điều kiện á. Dạ. Thì em mong là em gửi được mấy lời đó cho cái anh mà Bình Đức đó. Tuy anh lớn tuổi thiệt, giống như anh 60 hơn phải không anh? 65 tuổi anh. Dạ, anh nghĩ là cái từng tuổi đó là ảnh là rất chững chạc và rất có trí tuệ để suy nghĩ. Nhưng mà em không ngờ ảnh dùng cái lời lẽ mà nói như vậy, là em coi ảnh nó cái trí tuệ nó quá thấp đi. Yeah. Nói mình nói câu cho nó lịch sự, cái trí tuệ hơi thấp. Tại vì nói mà về học rồi học Phật pháp nữa mà nói những lời đó, em thấy giống như là đối trong lòng em không có ý nghĩa. Còn thua một người trẻ mà người ta biết hiểu biết được chữ đời nữa. Dạ. Dạ. Thì em chỉ có nhắn nhủ những lời đó. Dạ. Yeah. Thì anh là về làm về cái gì em? Em là chuyên về phóng viên. Phóng viên, phóng viên chứ không có từ thiện cái gì hết hả? Dạ. Không có làm từ thiện gì hết. Dạ, lúc trước thì em có làm từ thiện nhưng mà lúc trước em chưa kết nối được nhiều á anh John. Thì có quay mà mấy hoàn cảnh nghèo khổ nhưng mà cũng không giúp đỡ được họ, thì em thấy hơi buồn nên em không có theo cái mảng từ thiện nữa. Dạ. Thì mình cũng có làm từ thiện nhưng mà bên giống như phía bên anh Tướng Dĩ hoặc có thể mai này anh sẽ làm từ thiện bên cho anh gánh của Khương Dừa mà anh Thái á. Dạ em biết anh. Dạ dạ. Em cũng thích giống như mình, thí dụ giống như em chia sẻ thôi chứ không mình không có nói là mình có cái gì nhiều hay là như thế nào đó. Nhưng mà thí dụ mình thấy những mảnh đời người ta khổ cực hay là giống như què quạt không có đi tới đi lui được hay là như gì thì mình bớt ra một giống như mình đang hai chén cơm, mình bớt ra một chén cơm để chia sẻ cho các cô dùng mạnh thường quân giống như đồng bào ở nước mình để được ấm no hạnh phúc thôi chứ. Mình cũng không biết nói gì hơn. Thì mình thì coi cái YouTube anh quay, thường thường mình mỗi ngày mới coi. Nhưng mà mình thấy mình hơi bức xúc cái lời nói của anh đó. Dạ, dạ rồi em cũng anh John nha. Rồi Tết nay anh thấy vui vẻ anh John nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, cũng chúc cho anh tương lai làm ăn giống như khá giả, được vui vẻ và hạnh phúc.
Dạ dạ rồi, em cảm ơn anh. Ok anh. Ok anh.